Kính chào quý vị, hôm nay thứ Năm ngày 10 tháng 12 năm 2020, mời quý vị theo dõi bản tin buổi trưa của Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Phần đầu bản tin sẽ có những nội dung sau đây. Thành phố Hồ Chí Minh có thêm một điểm tư vấn và cấp phát thuốc điều trị miễn phí cho trẻ mồ côi, người cao tuổi, gia đình chính sách. Đó là nhà thuốc IDC Pharmacy thứ 58 tại chung cư The Harmonia tại phường 14 quận Tân Bình. Nhà thuốc được thiết kế hiện đại trong không gian 100m², có khu vực ngồi chờ tư vấn, không gian riêng để thưởng thức cà phê. Tại đây, với khách hàng là trẻ em mồ côi, người già có hoàn cảnh khó khăn, gia đình chính sách, khi mắc các bệnh thông thường sẽ được dược sĩ chuyên môn tư vấn các thuốc kê đơn và bán các đơn thuốc với giá 0 đồng. Với văn hóa là IDC là sẻ chia thì tất cả các điểm của nhà thuốc IDC sẽ là nơi cấp phát thuốc điều trị miễn phí cho người già neo đơn, trẻ em không nơi nương tựa và gia đình chính sách. Và chúng tôi hy vọng là với những cái hành động nhỏ nhoi của mình có thể là góp phần là lan tỏa và chia sẻ yêu thương trong cộng đồng nhiều hơn nữa. Đây là nhà thuốc thứ hai tại khu vực miền Nam, nâng tổng số nhà thuốc IDC Pharmacy trên toàn quốc lên 58 cửa hàng.